Sau hơn 50 ngày ra quân trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác, cùng Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ 21 người có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Trong đó đã khởi tố 8 đối tượng. Hầu hết các đối tượng này từ các tỉnh ở phía Bắc và Phú Yên thực hiện cho vay lãi nặng với lãi suất từ 350 đến 800% một năm. Thì số đối tượng này nó có cái phương thức rất là tinh vi, nó làm cho người dân đánh lừa cái cảm giác của người dân, tức là thu lãi hàng ngày nhưng mà tính ra lãi suất phải tầm là 800% hoặc là 900% một năm. Nếu mà bà con không có đủ khả năng chi trả thì chúng sẽ giới thiệu đồng bọn đóng vai khác, rồi là cho vay tiếp để mà gấu nợ, trả cái cũ, vay cái mới. Chính vì vậy là cái lượng tiền nợ của bọn chúng là nó cứ đeo đẳng và càng ngày càng lớn. Hiện nay thì đối tượng tiếp cận người cho vay thì đa số là người dân nghèo, người buôn bán nhỏ, hoặc là những người mà ham mê cờ bạc. Khi mà những người vay mà không có khả năng trả nợ thì thường là các đối tượng dùng nhiều cái biện pháp, ví dụ như các cái đối tượng là đánh người vay để buộc người vay phải trả nợ. Để đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã lập danh sách quản lý một công ty, 15 cơ sở kinh doanh, 135 đối tượng ở địa phương và 26 đối tượng ở các tỉnh khác đến thành phố Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng. Các xã phường thị trấn hơn một tháng nay cũng đã đồng loạt tổ chức tẩy xóa, làm sạch các trụ điện dán các quảng cáo cho vay như thế này. Từ nay đến tháng 3 năm sau, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên cũng sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm trấn áp đối tượng cho vay lãi nặng nhằm ngăn chặn, làm tan rã các băng nhóm tổ chức hoạt động tín dụng đen tại Phú Yên. Đa số những người vay sau khi vay là không có khả năng trả nợ thì trốn khỏi địa phương. Cho nên là cũng khuyến cáo người vay thì không nên vay cái tín dụng đen mà tìm đến những cái tổ chức cho vay theo đúng quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa là cũng tăng cường tố giác tội phạm liên quan tới tín dụng đen thì để cơ quan điều tra có cái cơ sở để đấu tranh quyết liệt với các cái đối tượng này trong cái thời gian đến. Giờ đây, những phụ nữ này mới nhẹ lòng khi các đối tượng cho vay lãi nặng vốn hay về làng hăm dọa nhục mạ họ để đòi tiền lãi đã bị cơ quan công an bắt giữ. Những tháng ngày bị hăm dọa, chửi bới vì chậm trả lại mẹ, lãi con của họ cũng sẽ vơi đi. Thì em không bao giờ dám đụng vô cái đây, có em có thôi, chứ không bao giờ dám đụng vô cái đường dây mà nặng lãi gì nữa.